Con gái tôi mới tắm rửa xong cho con gái chén chè ăn coi. Con muốn ăn không phải sao? Hôn ba miếng đi. Con gái cần hôn ba miếng rồi bà mầm mầm. Ồ, để mặt không mềm nhé. Và mỗi thương ba nhiều không? Đây là mấy củ khoai mì ngày hôm qua khi đi đào làm bánh khoai mì sợi còn dư lại. Hôm nay đoàn sẽ vô nhà cô Tư để nhờ cái máy bào dừa của cô Tư bào khoai mì nha. Bây giờ mọi người cùng theo chân đoàn và anh Quang với mấy đứa nhỏ nghe. Cả nhà mình coi nè, cái đu đủ còn có hai trái thôi mà coi trái này nó chín nè. Bây giờ đoàn sẽ bẻ trái đu đủ này nha. Wow. Mấy nhỏ ơi. Dạ. Xin cho ba cái dĩa. Mấy củ khoai mì lớn này á là mình chỉ có đem làm bánh hoặc nấu chè là ngon nhất thôi, chứ mấy này mình không có luộc tại vì nó già rồi, nó già lắm rồi. Đâu có bột nữa. Với lại nó còn rất là dễ bị sớ á mọi người. Đoàn đang ngồi ở sàn nước của nhà cô Tư với Dượng Tư. Đoàn gọi là cô Tư với Dượng Tư nhưng mà là hàng xóm mấy chục năm nay rồi đó cả nhà, từ lúc mà đoàn còn nhỏ xíu luôn. Đó. Và cô Tư với Dượng Tư là một trong những người mà đoàn rất là quý cực kỳ luôn, tại vì hồi lúc nhỏ là khi mà đoàn đi học á là đoàn lợi nhà chơi nhiều nhất là nhà cô Tư. Mà lại lúc nào cũng được cho nước uống, đến bây giờ đoàn lớn thì cũng vậy. Đó, khoai mì này cũng là khoai mì nhà cô Tư luôn. Đu đủ nhà cô Tư luôn. Đu đủ nhà cô Tư luôn. Ừ. Hôm nay mình quay là quay ở nhà cô Tư nha cả nhà. Tôi thấy cái mỗi dịch nó màu vàng vàng là không? Củ khoai mì đoàn mới vừa gọt và rửa xong. Màu trắng rất là tinh khôi đúng không? Chút xíu mình sẽ đi bào ra nha cả nhà. Bào ngọt rất là ngọt. Hồi nhỏ cũng vậy, giờ lớn cũng vậy đó, lúc nào lại cũng phải là một xô nước. Đây là cô Tư mà hồi nãy đoàn có nói đó, rất là dễ thương luôn. Đây là thau khoai mì đoàn mới vừa bào ở nhà cô Tư xong. Bây giờ thì đoàn sẽ đi dắt nước khoai mì. Sau khi mà dắt khoai mì xong thì ở đây mình sẽ có một thau nước khoai mì. Cái thau nước này chúng ta để tầm khoảng 15 hoặc 20 phút thì nó sẽ lắng cái bột mì xuống dưới và mình sẽ đổ cái nước này đi. Mình sẽ lấy cái bột mì thôi. Bây giờ đoàn sẽ đi để ở vị trí này để cho nó lắng xuống nha. Đây là cái bột mì trắng mà mới thì đã đổ cái nước kia này cả nhà. Đây. Cái bột này đưa vô đây, cái bánh của mình nó sẽ trong và dai hơn rất là nhiều. Bây giờ đoàn sẽ cho vào trong khoai mì của mình. Đoàn sẽ cho bột năng và bột mì vô đây nha cả nhà. Tiếp theo là đoàn sẽ cho vào đây nước cốt nha. Đường này thì mọi người đừng có liều lượng. Quan trọng là mình canh chút xíu mình chọn, mình ai ăn ngọt ít ngọt nhiều thì tùy mỗi người thôi. Tiếp theo này mình sẽ cho vào đây miếng muối. Và bây giờ đoàn sẽ trộn đều hết tất cả các hỗn hợp lại với nhau nha. Ở đây thì đoàn mới vừa nhồi xong cái thau khoai mì. Ở đây màu đỏ này là màu của trái gắt. Màu xanh này là màu của lá dứa. Hôm nay thì cái nồi chè này đoàn sẽ nấu tổng cộng là 3 màu. Màu tự nhiên, lá dứa và trái gắt. Màu xanh này là màu của lá dứa tự nhiên nha cả nhà, không dùng màu thực phẩm. Còn cái màu này là màu của khoai mì. Và bên đây nó ra màu cam, đó chính là màu của trái gắt. Ok nha, bây giờ đoàn sẽ hỗ trợ, khi mấy đứa em hỗ trợ để vòi viên lại. Đó, sau đó mình sẽ đem lên cái bếp lửa mà anh Quang đang nhúm để cho ra một nồi chè khoai mì thơm ngon. Mấy anh em đã làm xong vò xong cái khoai mì. Cái này thì có hai cách, có nhiều người thì người ta sẽ hấp trước, hấp sơ người ta mới bỏ vô người ta nấu. Nhưng mà cái này mình sẽ nấu trực tiếp luôn, mình không cần phải hấp lại. Cái đó là hai cách tùy mỗi người làm khác nhau. Nồi chè đã sôi rồi, bây giờ đoàn sẽ cho nước cốt dảo vào nha. Chào cô chú nha, Kaka mới vừa thức dậy. Đây, cuối cùng nồi chè khoai mì cũng đã nấu xong. Đây, cho cả nhà coi nha. À, ngon chưa? Dạ con. Xong rồi. Bây giờ đồng sẽ nhắc xuống đây và để nguội. Bây giờ mình chờ
Cái chè khoai mì này á là cả nhà ăn nóng cũng ngon, mà ăn nguội cũng ngon, tùy khẩu vị của mọi người. Nhưng mà riêng bản thân Đoàn thì Đoàn rất là thích ăn nguội, Đoàn thích ăn nguội hơn. Cho nên Đoàn sẽ để nguội chút xíu và múc ra một vài chén, Đoàn với mấy anh em cùng ăn. Ông chủ ơi, ơi, có chè khoai mì chưa? Có rồi. Bán cho tôi một chén nha. Chè khoai mì nó cũng đã khá là nguội rồi, bây giờ Đoàn sẽ múc ra chén cho anh Quang và cùng mấy đứa nhỏ cùng ăn nha. Cuối cùng thì cũng đã xong một chén chè. Để Đoàn ăn thử coi nó có đúng cái vị mà như là Đoàn làm ngày nào không nha. Anh ơi, hôm nay á là ngon hơn mấy đợt trước luôn. Phai rất là dẻo, rất là ngon. Minh nha. Rồi, Quốc Anh chuẩn bị có ăn kìa Quốc Anh. Quốc Anh. Wow. Cảm ơn Quốc. Bé Khải nhỏ nhắn xinh xắn. Bé Tiến. Bé Quang là chén thứ hai rồi. Bé Quang giấu cái chén. Anh giấu chén này để anh ăn chén mới nữa. Bé Quang là chén thứ hai rồi mọi người. Mời em. Bé Giang Anh. Dạ con. Dạ con. À, bà ẩm nè, bà ẩm nè. Con gái tôi mới tắm rửa xong, cho con gái chén chè ăn coi. Con muốn ăn không phải sao? Hôn ba miếng đi. Con gái cần hôn ba miếng nè bà ơi. Để mặt không mềm nha. Mũi thương ba nhiều không? Thương ba nhiều không? Nè con mâm mâm nè. Cái chè này á cả nhà, nếu như hồi nãy có cái dừa mà nó già xíu mà dẻo dẻo á, mình sắc sợi đây nữa, khi mình ăn á cái sợi dừa nó sẽ sực nó rất là ngon. Mình làm nhà á, cho nên Đoàn làm theo cái ngọt, độ ngọt của mình cho nó ngọt vừa phải thôi, tại vì nói tiếng chè thì mình nghe nó rất là ngọt đúng không, nhưng mà cái này là ngọt vừa phải đúng không, ngọt nào. Vừa phải. Còn cái khoai mì á mình ăn rất là dai, trong khoai mì á nó cũng là ngọt ngọt béo béo, cộng thêm với cái nước đường nước cốt nấu lại nó sình sệt như này nè, thấy không đó. Mình ăn vào hòa hiện rất là ngon. Còn về phần nhìn á thì cái màu cam tự nhiên của trái gắt, màu xanh lá dứa tự nhiên của màu lá dứa, nó tô điểm thêm chén chè của mình thêm màu sắc. Cái màu vàng này màu tự nhiên của khoai mì, không có mất nhiều thời gian đâu mà ngon. Cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video clip của Đoàn và anh Quang nha. Mãi yêu.